sau buổi làm việc mới nhất với nhà máy lọc dầu Dung Quất, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng đề xuất giảm thuế cho xăng dầu do Dung Quất sản xuất là hợp lý. Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, theo cam kết khi hội nhập, Việt Nam phải giảm thuế cho hàng nhập khẩu, trong đó có xăng dầu. Nhưng Dung Quất vẫn đang áp dụng thuế suất do nhà nước thực hiện thu điều tiết. Dù vậy, nếu kéo dài thu điều tiết, thì sản phẩm của lọc dầu Dung Quất sẽ không thể cạnh tranh được với hàng nhập khẩu. Nếu Dung Quất phải giảm công suất hoặc tạm ngừng sản xuất vì thua lỗ, tồn kho, thì sẽ tác động đến thu ngân sách và cả nền kinh tế. Do đó, Quốc hội ủng hộ đề xuất giảm thuế của lọc dầu Dung Quất để doanh nghiệp này có môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn. Trước đó, lọc dầu Dung Quất cũng đã kiến nghị chính phủ và các bộ ngành đề xuất giảm thuế nhập khẩu đánh lên sản phẩm của nhà máy này để có tính cạnh tranh với xăng dầu ngoại nhập từ Hàn Quốc, Singapore hoặc Thái Lan. Từ lúc hoạt động đến nay, lọc hóa dầu Bình Sơn đã đóng góp cho ngân sách khoảng 6 tỷ đô la Mỹ.